Xin chào tất cả các bé đang xem clip trên kênh em bé. Hôm nay trời vừa mưa lại còn lạnh nữa. Bố Dương tổ chức cho các bé một trải nghiệm rất là thú vị. Các bé hãy đợi xem trải nghiệm của các bạn nhỏ hôm nay là cái gì nhá. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay anh em tôi sẽ làm món gà nướng. Đây là con gà đã thịt sẵn. Còn đây là gia vị. Nam có thể giới thiệu gia vị gồm những cái gì không? Đây là mật ong, đây là sa thế tế, còn đây là vũ vị hương. Ok, trước khi nướng thì phải ướp gia vị đúng không? Bây giờ anh Nam và các anh sẽ ướp gia vị lên con gà này và một lát nữa là mình sẽ nướng. Anh Hoàng lớn làm giúp đi. Xin chào tất cả các bé đang xem clip trên kênh em bé. Hôm nay trời vừa mưa lại vừa lạnh nữa. Wow. Bố Dương tổ chức cho mấy anh em tự tay nướng một con gà. Một lát nữa thì các bé sẽ biết là quy trình nướng một con gà thì như thế nào nhá. Đầu tiên là phải ướp gia vị. Các bé đang nhìn thấy là hai anh đang trộn đều gia vị. Cái gia vị mà anh Hoàng đang trộn đó là ngũ vị hương. Tiếp đến là mật ong này. Lúc nãy Nam đã giới thiệu rồi nhưng bố nói lại cho nó rõ. Đây là mật ong. Và cái bát này là bát sa tế. Được rồi anh Hoàng. Sau khi trộn đều là sẽ dùng một cái chổi. Cái chổi này chuyên dùng để nướng gà và nướng vịt. Quét đều lên cái con gà đang nằm trên cái chậu này. Chúng tôi quét lên bây giờ. Đúng rồi. Hay là trộn như thế này. Quét đều lên, cứ mỗi lần gia vị quét một lớp. Hoàng quét cái nào cũng được. Ok. Và đây là cái bếp nướng đã chuẩn bị sẵn nhưng chưa được nhóm củi các bé ạ. Trong này có rất nhiều than củi này. Một lát nữa là các bạn nhỏ này sẽ tự tay nhóm than. Sau khi than hồng sẽ cho gà vào nướng. Ngoài trời mưa cũng rất là to. Các bé có thể nhìn thấy những hạt mưa đang rơi. Vừa mưa vừa lạnh. Vừa mưa mà lạnh mà ăn gà nướng thì quá là hợp lý rồi đúng không? Các mấy anh em? Wow, Coca nữa. Coca nữa. Còn Coca nữa. Đây là bốn bạn nhỏ mà chiều qua đã quay một clip với chiếc ô khổng lồ. Đây là bạn Minh này, 5 tuổi. À quên. Em gái này chưa được giới thiệu, cháu tên là gì nhỉ? Em đấy 2 tuổi ạ. Đây là anh Nam, anh cả, sau đến anh Minh và em út là em An đúng không? Ừ. Nhân vật là đang ướp gia vị cho con gà tên là Mr. Hoàng. Mr. Hoàng năm nay học lớp 7 đúng không? Mr. Hoàng cũng là một fan của kênh em bé. Bây giờ anh Hoàng lật con gà để ướp mặt dưới đi. Ướp xong chưa? Anh Hoàng vẫn đang ướp gia vị lên con gà. Trộn đều đi nhá. Các bé thấy ngon không? Ngon không? Đã ăn gà nướng lần nào chưa? Rồi. Ăn vịt nướng thì ăn mãi rồi đúng không? Vâng. Gà nướng ăn chưa? Rồi. Ăn rồi đúng không? Chưa ăn gà nướng. Chưa ăn thì một lát nữa sẽ được ăn. Gà nướng trong rừng à? Hôm nay mình trời mưa quá nên không thể mang đi đâu nướng được, mình phải ngồi trong nhà nướng thôi. Nắm mềm một cái da ấy. Anh Nam cầm đầu kia nữa cùng với cậu Hoàng. Hai bạn đang lật con gà. Ok, ôi, nhìn ngon quá. Ngon quá. Quá ngon. Và còn nhiều mỡ. Các bé nhìn con gà ngon không? Con gà rất là béo nha, mỡ vàng ươm. Trong lúc đợi bạn Hoàng ướp gà thì bạn nào xung phong hát một bài? Bạn Cún. Cún nào? Bé An hát một bài tặng các anh nào? Bài Trường Mầm Non Sơn Ca đi. Bé An hát một bài đi. Hát to lên. 1, 2, 3. Trường mùa cháu, trường mầm non xa mai. Trường mùa cháu là vần mua tài năng dương ma. Cô dạy mua, cô dạy hát. Trường của cháu
Hay quá. Các bạn vỗ tay ra đi. Ok. Ăn gà nướng và ăn vịt nướng thì các bạn nhỏ này chắc chắn được ăn nhiều lần rồi, nhưng nếu mà tự tay để chế biến thì có lẽ là hôm nay là lần đầu tiên. À, trên tay của bạn Hoàng có một cái bật lửa rất là lạ mắt, các bé đã nhìn thấy bật lửa này bao giờ chưa? Bạn Hoàng có thể bật cho lửa nó cháy được không? Wow, một chiếc bật lửa rất là sành điệu. Rồi anh Hoàng tiếp tục đi. Bếp củi đang được nhóm lên, một lát nữa nó sẽ bén vào cái than ở bên dưới. Khi nào than hồng thì mới cho gà lên nướng nhá. Lửa cháy rồi. Lửa cháy rồi các bạn ơi. Ui dồi, khổ. Ấm quá nhỉ, hôm nay trời lạnh mà nướng gà quá hợp lý rồi. Vừa nướng vừa chửi luôn, đúng rồi. À, sau gần 10 phút, than đã sắp được rồi, ok. Quạt mạnh lên. Thay nhau quạt. Đây là cái lò nướng bán chuyên nghiệp các bé ạ. Nên phải dùng bằng quạt tay, không có quạt máy. Mỏi tay thì đổi cho anh Nam quạt nhá. À, cho em An quạt một chút nào, mỗi người trải nghiệm một tí. Dạ. Ok, một lát nữa thì phải cho chó ăn rồi, bởi vì nó đang ngồi đợi mấy anh nướng đây. Chó chưa ăn sáng. Chưa ăn sáng à? Nên là tí nữa ta cho mày một cục xương. Tí nữa ta cho mày ăn trưa. Ăn trưa, mày ăn sáng nữa. Rồi, cho anh Minh quạt. Khói à? Đến lượt Nam. Ông em à. Rồi ai quạt trước cũng được. Ôi, nhìn Dương quạt buồn cười lắm. Lửa không cháy mà lại lửa lại tắt đi. Mỏi tay chưa? Đến lượt anh Nam. Lát nữa ai quạt nhiều sẽ được ăn nhiều. Các bé nhìn con gà nướng của mấy anh em có ngon không? Rất là thơm. Chắc tầm khoảng 30 phút đến 40 phút nữa là sẽ chín. Anh Hoàng kiểm tra cho sắp chín chưa? Con gà của ba anh em này tương đối là vàng rồi, một lát nữa cho chín kỹ nhá. Đói chưa? Rồi ạ. Từ lúc chuẩn bị nướng tới bây giờ là hơn 30 phút rồi nhỉ? Đói, đói lắm. Lát nữa ăn được ngon. Sau gần một tiếng nướng gà, bây giờ con gà nó được lên đĩa. Các bé nhìn có ngon không? Mấy em đói chưa? Có. Thôi bây giờ cho xuống đĩa là triển khai thôi. Ô, đặt xuống đĩa. Trước khi ăn thì mỗi bạn đi một cái găng tay. Đây là cái găng tay bằng túi ni lông. Mỗi bạn một đôi. Mỗi bạn một đôi. Bạn Minh. Em cún ngon có cần không hay là ai phải đút? Đây, như này. Ok, các bạn nhỏ đang đi găng tay ni lông vào để ăn con gà nướng. Anh Hoàng đã rót xong hai bát nước chấm, một bên là xì dầu, một bên là tương ớt. Hai bát của em. Bạn Dương đã đi được cả găng tay ni lông chưa? Rồi. Dơ lên bố xem nào. 10 rồi. Nhìn các bạn nhỏ ăn gà nướng có thèm quá. Em bé này không thưởng thức à? Đợi nướng gà từ sáng rồi lại không ăn. Thế em uống Coca đi. Đây Coca của em đây. À, điều đặc biệt của con gà nướng hôm nay đó là do mấy bạn nhỏ này tự nướng chứ không phải mua ở chợ. Bây giờ hỏi các bạn nhỏ này xem tự tay mình làm ra ăn có khác gà mua ở chợ không nhá. Anh Nam phát biểu cho là gà nướng tự mình làm ăn có ngon không? Có. Nhìn miệng anh Nam ăn đã biết là ngon rồi. Bạn Dương, lần sau có muốn ăn gà nướng nữa không? Có. Anh Hoàng thì đang gặm một chiếc chân. Lúc nào
nào mà nuôi hết mang cả gà nướng nha mà bờ sông nướng. Bé An, ăn gà nướng ngon không? Ừ. Úi ôi, miệng đẹp quá. Để xuống rút xuống dưới đất à? Đây cái đùi chín quá cơ. Đùi chín ngon lắm thôi này, các bạn ăn đi. Nếu mà ăn được cay thì chấm một chút tương ớt nữa cho là ăn nó ngon. Anh Nam muốn chấm tương ớt không? Có. Con chấm gì đâu. Ồ, nó ăn chứ gì mà. Tặng ăn hơn cả mua ở chợ. Kinh gặp. Cao bên gặp một sơn ấy. Wow, nhìn vào gương mặt của anh Nam ăn gà nướng nhìn rất là tuyệt vời. Ăn từ từ thôi. Bạn Minh không ăn gà nướng à? Không. Tại sao không ăn? Ăn bánh cuốn á? Bảo ăn thử một tí xem gà nướng của mấy anh em nướng có ngon không? Minh không tham gia ăn gà nướng mà đang chơi với con chó. Con ăn nó cắm hết. Nướng này như vậy ăn ngon này. Chấm với xì dầu. Chấm ăn miếng. Chấm ăn miếng luôn. Đây. Đây là câu. Bây giờ bố sẽ tắt máy quay để cho mấy anh em ăn tự nhiên nhá. Trước khi tắt máy quay thì mấy em chào tất cả các bạn đây nào. Chào.